mua vô số chị chở riêng thôi, chứ đừng có dài dài nhiều khi cũng lớn là cũng phải chăng nó nguyên phần nguyên thấu phần nó đi đó mà dạ dài ngang là nó đã có thêm rồi dạng đậu, nhưng mà ít có khi là bị dài lắm. Không, ít á, anh gỡ ghim rồi, anh em bón gỡ ghim thấy. Mà cái này em mới nè, mới về chưa gỡ này, gỡ hết. À, phải bón không? Ngày ngày 1 tháng 4. Đón đón sổ nè, bữa nay đón sổ nè, ngày 2 tháng 4 đón sổ. Đúng rồi, mình bón cho ngày mai đó. Chị mua là quán ở nè, đưa hàng bốn nè nha, qua nè. À, hơn 14 này, quán ở hơn 14, quán ở đây, hơn 14, quán ở đây, bốn hơn 4 rồi, hơn tờ, hơn tờ rồi, hơn tờ đây. Dạ, ở đây à? Cái này mình nói chung là mình giàu, mình coi đó là thứ nhất là giàu coi đó. Thứ nhì em đưa lên Facebook của em đó để người ta mua, thấy có người mua trúng rồi đó là ta mua. Vậy bán đây này, bán lên Facebook, bán online luôn mà. Vậy vô YouTube á, bán vô số kiếm gỗ á là có luôn. Đâu hơi tờ để chung với chị hơi tờ đâu vậy à, nhỏ chị ở đâu mà mua số cũng tờ chứ. Tham trúng miết tham trúng nữa tham. Đúng không vậy vậy? Ờ hơi bốn. Quán nghỉ không là ngày hôm qua. Ngày 1 tháng 4 đó quán hơi bốn. Qua trong không phải bên nào ạ? Hôm qua. Đâu. Đâu, cái đây là chung chị nè, là hơi tram này. Đầu cái trúng là chung cái đã này, hơi tờ này, hơi tram đồng hoàng ngang ngôi này đâu, hơi tram hơi tờ. Nha. Hơi tờ tới máu phải không? Đâu, cho nó có đi không? Tờ chứ hồi bữa mua 5 tờ hắn vô rồi hẻ. Đó chị gãi dài đi. Đã đúng đẹp thì cũng dễ giòn hơn. Chú anh chỉ xuống rồi đó. Chỉ xuống rồi đó, chị gái chỉ xuống không? Chỉ không tốt vậy nè. Chỉ xuống nào ta? Chỉ không tốt. Có máu đẹp không? Có đẹp luôn không? Có đẹp giống nhau. Đầu đi, chú ba. Đầu chú ba hơi đẹp giống nhau, đó mình lấy cả thằng lắm. Em rảnh, do mấy loại em rảnh em gãi rồi hết. Đó. Có móc có lý lao đầu chưa có rồi, có móc đào đầu phải chụp. Anh chỉ nè, anh chỉ nè nè, chỉ không à, không tóm đó. À có chị mất có mấy đứa con rồi à, thôi lá cho tờ không tóm ở đây, nó chỉ tờ không tóm đây, chị không tóm cái gì đầu nó không tóm luôn, biết đâu à? chị nó vô đặc biệt luôn nghe, đặc biệt là ảnh sau này anh cũng sướng nữa, có tiền là không chứ lo cách gì nữa. Số đào nào, số đầu tiên phải không? Đây này, đầu hơi không tóm á, hơi đào quá, đầu có mang chị nha, mang chị à, chị hết chị rồi đó phải không? Lấy rồi nãy chị à, chị mấy đứa con rồi? Đủ vậy, bốn đứa con mà thấy con đẹp quá, trẻ quá, đẹp quá hen, gión rồi đẹp hen, rồi cũng đẹp, mập một đẹp hen, à, đầu có mang chị nha. Rồi anh chị, thì mình vừa chung số con 24 quán ngải ngày 1 tháng 4 đó, thì em cũng vừa chung với số xong nha anh chị đó, thì em có lúc này em có chỉ mua được lại 3 tờ đó nha anh chị đó, 200 mua lại 3 tờ đó, thì lúc này em bón loan, hồi trước em cũng có nói rồi đó, lúc này em sửa xe đạp điện nữa nha anh chị, sửa xe đạp điện anh chị nào mà ở khu vực Tịnh Đông, Tịnh Bét thì đây mình sửa xe đạp điện này tới ủng hộ nha em nha anh chị. Đây, con bỏ xe đạp điện đó anh chị. Đó, sửa xe đạp điện, thay phụ tùng, thay bình điện nha anh chị. Rồi, cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều đã theo dõi video của em. Chúc anh chị may mắn, phát lộc, phát tài nha. Đó, rồi, sáng số ngày mai em quay cho anh chị mà cô bác mình xem. Rồi, hồi nãy các anh chị kia lấy số 81 nha anh chị. Vương cô nó chỉ không tốn, con của chị hồi nãy. Đó. Rồi, số 90 nè. À, đài Phú Yên thứ hai ngày 3 tháng 4 hả 2023 09 81 59 35 26
72 63 17 08 44. Rồi cái đây là đài Thừa Thiên Huế nha anh chị, cũng thứ hai ngày 3 tháng 4 nha anh chị. Đó, chuyến 2 đó, một hòn chuyến 2 do ngày mai số em ít nha anh chị, chuyến 2 00 đó, 00 nữa là hết luôn nha anh chị. Ngày mai số em ít lắm, em coi chuyến 10 tờ, 14 10 tờ là đài phụ rồi, đài Thừa Thiên Huế rồi. Đài chính là Phú Yên này em có 50 tờ mà em bón đi coi 1 2 3 4 5, rồi cũng còn 5 số đó, nhưng mà số 81 đây còn cái 1 tờ. À, số 08 này nãy là để con người ta mua cũng còn cái 3 tờ thôi nha anh chị. Rồi cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều. Rồi số để em đưa số cho anh chị mình để có gì Zalo kết bạn nha anh chị. Rồi anh chị vô là vô cái 0968674712 của em. Đó là Zalo kết bạn của anh chị. Rồi lấy cái miếng để trong tiền mất rồi. Thôi có gì anh chị vô số 0968674712 Zalo kết bạn nha anh chị. 0968634712 0968634712 nha anh chị. Phải vô đó cái bọn Zalo với em rồi em là đưa cái tài khoản nha, rồi anh chị mình chuyển cho em rồi em chụp hình gửi cho anh chị nha. Cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều ủng hộ kênh YouTube của em hàng ngày xem nha anh chị. Cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều nha. Chúc anh chị may mắn nha anh chị.